Hôm nay bao nhiêu hôm nay em mới có gió đấy các bạn ạ. Giờ mới có gió để thả. Thả đâu đây, thả đâu đây? Đường nào? Thả từ đâu? Dưới lên à? Ê, anh em mình chơi đoạn trên này, cho anh cùng anh chơi đoạn dưới. Đấy, hai bộ còi á. Đây còn bộ lưỡi đây này. Đấy, nắp một con ích đỏ này. Để hai quả còi này nó vã thì thôi luôn. Úi trời ơi. Nhưng mà cũng may ở đây là cánh đồng, không phải ấy lắm. Đây này, nằm hẳn đây, ô tô để hẳn người đây cho nó đỡ xe. Cẩn thận nó mắc cành bưởi rách bố mất bây giờ. Để hẳn ra đây kìa. Buộc xong con này cái đã thì chờ trong khi buộc xong phải thả con này trước. Mấy cái loại đuôi cá này thì thả nó sẽ hiền, nó không bị quá gắt như là đuôi rái. Hai quả còi nó lên vã lên thì thôi rồi. Dẫm mặt luôn đấy. Được chưa? Hơi lạch rồi. Hơi lệch rồi. Bị hơi lé tí rồi, cho lên cho xuống không ở đâu rồi thả lại. Lệch hẳn bên mà. Cái lúc mình đi là nó bị lệch. Lệch là cái lúc rơi vừa dậy. Kìa. Mẹ xuống trông này thôi, xong luôn đấy. Xuống trông là xong luôn đấy. Nó to lắm, đập phát lên luôn. Ờ. Con kia nó hơi bị lệch lèo một tí nên cho xuống chỉnh lại một tí, xong cho con này lên trước các bạn nhá. Cho con ích đỏ này lên. Con này lên trước. Trời như kiểu nó cũng hơi sắp mưa rồi đấy. Quả còi này nghe kêu to hơn thì phải. Đúng không? Tiếng nó đanh hơn. Tiếng đanh hơn con kia đấy. Nhưng hai có hai bộ còi nó quện vào nhau thì cũng nhà vẫn thế. Rồi. Kia đường dưới. Ừ, đường dưới thôi. Còn thích thì anh đứng đây để em đi xuống dưới này. Thôi đây. Cho từng bộ một. Cho từng bộ một. Mình thả ở dưới này đi. Hai con các bạn nhá. Con kia lệch. Con kia vẫn lệch. Mẹ con kia chỉnh kiểu đéo rồi vẫn lệch. Hai con. Rất là thế á. Đấy được rồi đấy. Hiểu rồi. Vãi đái cứng. Thép à? Chắc lắm. Kìa tí ăn mà kìa. Vâng, lưới này đéo mang. Lại phải cho xuống tí nữa rồi. Ăn cọc lứa giờ này nó mới vui. Thế đã bảo rồi, lúc nãy là mẹ tí vào cọc lứa rồi. Lần này lối bất chắc luôn đấy. Ok, lối to như thế mà. Thả đi, thả đi, thả đi, thả đi. Đi mẹ chắc bây giờ đi thả. Nó ra anh hả? Buông luôn gốc cây được ấy nhờ, Tùng nhờ. Trời trời. Anh nghe nó vươn nhá. Hôm nay thời tiết nó âm u một tí, trời này mình nghĩ chắc là sắp mưa rồi. Vâng, tối mang đây à? Ờ, tối mang đây thả nhá. Sắp mưa rồi. Sắp mưa rồi. Cẩn thận, lại bung bố này. Ui, cẩn thận, từ từ. Xoắn cái dây ngón tay. Đấy, mẹ nghe phê thật. Ok, chốt nó ở đây đã. Rồi thả tiếp con này. Nó bị làm sao? Lệch tiếp. Tại lệch tiếp. Bảo rồi, cho nhiều nhiều đấy. Con này có khi phải buộc ở trên đấy.
từ hạ dây cho người ta đi kìa. Hạ xuống đã. Ok, cho lốp con này lên nhá anh em nhá. Nghe tiếng nhá. Con này bộ này là còi tàu. Kia là hỏa còi. Từ đã. Đến bao giờ mới kéo xuống thì vỡ mồm. Hả? Gió tầm rơi chán đấy. Lên rồi đấy, ai con? Một dây em ơi. Đấy, một con ở bên này, một con trên này. Đấy, hai con. Một con hỏa còi với một con còi tàu. Thả hết dây à? Không, hết. Mẹ lên đây con kia nó vọng áp kìa. Con này ở dưới không có gió rồi. Ôi. Cho lên cao đi, con này phải lên cao thì mới có gió. Tối mang nốt con kia xuống đây. Dạ. Chú mang diều đây. Bà không mang diều đây. Chú thứ. Chú thứ, gọi là chú. Kệ cứ thẳng. Ui dồi ôi. Cho lên tí nữa đi em. Cho lên tí nữa đi. Rồi. Thế thôi, để thế này thôi, chốt này thôi. Kéo đi cho nó hơi. Hai con nó hòa vào với nhau. Đấy, phải túng tầm bằng nhau, hai con nó sát sàn với nhau ấy thì nó mới được. Anh em nghe nào, được không? Nào để ý để anh cho nghe tiếng cái. Cắt luôn. Thôi. Thôi video này tạm dừng thôi anh em ạ. Rồi hẹn anh em trong video sau nhá. Ok. Thế thôi. Đi ra buộc con kia ở mình anh buộc cái đéo được. Đi ra buộc luôn con kia đã đi. Lạ. Ok. Thôi hẹn gặp lại anh em trong video sau, nhớ để lại cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Anh ra gốc kiểu con này nhá.